lời vị chủ chăn. Vâng, lạy Đức Chúa, Ngài đã làm tất cả cho dân Ngài được vĩ đại, vinh quang, và mọi nơi, mọi thời, Ngài đã không ngừng nâng đỡ họ. Trong bản phê chuẩn dự thử hiến chương 2005, Đức Tổng Giám mục Stefano viết rất hay: hạt mầm dòng con Đức Mẹ đi viếng đã mọc lên từ cha Giuse Trần Văn Trang, một linh mục thánh thiện, sống nghèo khó, đơn sơ, phó thác và nhiệt thành rao giảng tin mừng cho lương dân. Năm 1924, cha Giuse phác thảo bộ luật tiên khởi cho dòng. Năm 1937, qua nhiều giai đoạn bổ túc, sửa chữa bộ luật tiên khởi này gồm 14 chương, 214 điều và một phần phụ thêm gồm 19 điều. Vì đang ở trong giai đoạn sơ khai và thử nghiệm, cha Giuse chưa đệ trình đấng bản quyền phê chuẩn chính thức bằng nghị định. Những tâm hồn tận hiến đầu tiên đã được tinh thần của Ngài nung nấu ra đi đem ơn cứu độ cho lương dân, theo gương mẹ Maria ra đi đem Chúa Giêsu đến cho tha nhân. Với ơn Chúa dồi dào và đường lối phù hợp với truyền thống tu trì của giáo hội, dòng đã phát triển mạnh mẽ, đem lại vô vàn ích lợi thiêng liêng cho các linh hồn. Năm 1937, đấng bản quyền nhìn nhận các lợi ích và các hiệu quả của dòng, đã ban nghị định chính thức thiết lập dòng. Năm 1995, dựa trên bộ luật tiên khởi và tuân theo những hướng dẫn của Công đồng Vatican II cũng như Bộ Giáo luật năm 1983, dòng soạn thảo hiến chương hội dòng con Đức Mẹ đi viếng Huế. Với sự khuyến khích của đấng bản quyền, dòng đưa hiến chương này vào áp dụng. Chị em thân mến, qua lời của vị chủ chăn, chúng ta nhận thấy tầm quan trọng của luật dòng vì giúp chúng ta đi đúng đường lối Chúa và không ngừng phát triển hội dòng. Vậy chúng ta hãy nỗ lực sống và tiếp tục làm cho hiến chương ngày một hoàn thiện hơn. Chúng ta cùng giúp chị em hiểu luật và sống tuân giữ luật dòng một cách nghiêm chỉnh, đàng hoàng hơn. Lạy Chúa, cảm ơn Chúa luôn nhắc nhở chúng con cách này cách khác để con không bị lạc xa đường lối Chúa. Xin giúp chúng con biết yêu luật Chúa truyền và vâng giữ luật Chúa dạy. Amen. Bọt bèo đã thành muôn hoa, nhớ tình thương Chúa hải hà. Yêu thương trong bàn tay Chúa đoàn con.